Thưa quý vị, thưa các bạn, chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo của Việt Nam giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành. Theo đó sẽ tập trung quan tâm phát triển thị trường xuất khẩu gạo để nâng cao hiệu quả và thúc đẩy xuất khẩu gạo. Định hướng công tác quy hoạch và tổ chức xuất khẩu sản xuất lúa gạo hàng hóa trong nước theo hướng đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, phù hợp với nhu cầu thị hiếu tiêu thụ, đáp ứng yêu cầu quy định của thị trường. Việt Nam là đất nước có những lợi thế đặc biệt trong sản xuất lúa gạo. Hiện nay, lúa gạo đóng vai trò rất quan trọng trong sự phát triển kinh tế và xã hội của Việt Nam. Theo thống kê của Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế, diện tích lúa chiếm 82% diện tích đất canh tác ở Việt Nam, có khoảng 52% sản lượng lúa Việt Nam được sản xuất ở đồng bằng sông Cửu Long và 18% ở đồng bằng sông Hồng. Lúa gạo đang là một trong những mặt hàng nông sản có giá trị của ngành nông nghiệp. Xuất khẩu gạo của nước ta trong những năm gần đây đã đạt được kết quả rất tích cực cả về lượng và giá xuất khẩu, cũng như cơ cấu chủng loại xuất khẩu được đa dạng và tăng được tỷ lệ xuất khẩu các loại gạo nếp, gạo trắng cao cấp và gạo thơm. Hàng năm, lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam chiếm khoảng 15% tổng lượng gạo xuất khẩu toàn thế giới và gạo Việt Nam đã có mặt tại hơn 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó có nhiều thị trường khó tính. Làm sao tăng cường cái câu chuyện là gì khớp, bảo đảm mà cái sự tương đối khớp giữa bên cung và bên cầu, thì hôm nay chúng tôi cũng đã bàn về câu chuyện liên kết trong kinh doanh xuất khẩu gạo. Mà liên kết ở đây không chỉ là liên kết giữa các doanh nghiệp trong nước với nhau, với nông dân trong nước, mà liên kết ở đây cái chủ yếu nhất là mắt xích quan trọng nhất là liên kết giữa nguồn cung trong nước với cái nhu cầu nhập khẩu từ bên ngoài. Thì hiện nay cái mối liên kết đó là các doanh nghiệp Việt Nam còn làm chưa tốt. Thì trong thời gian tới đây chúng tôi sẽ phối hợp với Hiệp hội Lương thực Việt Nam để làm sao để đẩy mạnh hơn nữa cái mối liên kết quan trọng nhất này, tức là liên kết giữa Hiệp hội Lương thực Việt Nam với những nhà nhập khẩu lớn của nước ngoài. Giải pháp làm sao để thúc đẩy cho cái ngành hàng lúa gạo này phát triển, đặc biệt là về cái thu nhập của bà con nông dân. Cái giá lúa, cái giá thành lúa gạo của một số tỉnh là trung bình nó khoảng 3.600 đến 3.900 đồng trên 1 kg lúa sản xuất ra. Thế mà bà con bây giờ nông dân bán có 3.800 thì rõ ràng bà con nông dân lỗ rồi. Thế cho nên là Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn và đặc biệt là về cái vấn đề ngân hàng nhà nước. Làm sao phải có vốn để cho các cái doanh nghiệp thực hiện các cái dự án mô hình cánh đồng liên kết, bao tiêu thu mua lúa cho nông dân. Đây là một cái vấn đề là chúng ta có một cái cách duy nhất để chúng ta thay đổi cái ngành hàng lúa gạo của Việt Nam. Từ 2015 đến nay, công ty cũng đã có những cái sự quy hoạch vùng trong liên kết 7 nhà. Một quy trình liên kết chuỗi để khẳng định rằng một cái giá trị đều được kiểm soát và đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng. Đặc biệt trong 2016-17 chúng tôi đã tổ chức rất thành công là bữa ăn an toàn bảo vệ giống nòi. Và cái sự khác biệt từ QR code cho đến thành phần, cho đến đặc sản, cho đến quy hoạch vùng trồng đều theo một tiêu chuẩn như HACCP, như VietGAP và xa hơn nữa là tiêu chuẩn của organic và hữu cơ của quốc tế. Đơn vị này sau thời gian thành công tại nhiều thị trường xuất khẩu, nay đã nhận thấy những tiềm năng lớn ngay tại thị trường trong nước. Hiện đơn vị này đang triển khai phân phối bán buôn và bán lẻ gạo thông qua hệ thống phân phối trực thuộc là Hapromat, Haprofood, một số tỉnh phía Bắc và tại 9 điểm của hệ thống siêu thị Intimex. Với cái điều kiện Hapro xuất khẩu được gạo ra thế giới trên 20 nước, trong toàn bộ là 60 quốc gia vùng lãnh thổ mà Hapro đã xuất khẩu các sản phẩm, thì gạo đã làm đi được 20 nước. Mà đặc biệt là vào thị trường Mỹ là thị trường rất khó tính. Thế thì Tổng thị suy nghĩ là với nước ngoài như vậy rồi, tại sao thị trường Việt Nam mình hơn 90 triệu dân, gạo là cái mặt hàng thiết yếu, mọi người đều dùng cả, tại sao chúng ta không có thể là phát triển cái sản phẩm của mình mang thương hiệu Hapro ở tại thị trường trong nước, trong cái điều kiện mình có điều kiện là mình đã có vùng nguyên liệu và mình có nhà máy sản xuất, mình đảm bảo được chất lượng và mình chọn được những loại giống tốt. Thì chúng tôi đấy là những cái mà hai cái mảng hoạt động của tổng ty, thì chúng tôi nghĩ là mảng xuất khẩu và mảng thị trường nội địa nó sẽ hỗ trợ cho nhau và cùng phát triển. Với thế mạnh và kinh nghiệm trong hoạt động thương mại của mình, Tổng Công ty Thương mại Hà Nội Hapro tin tưởng trong tương lai gần, sản lượng gạo Đồng Tháp sẽ được tiêu thụ rộng rãi tại các tỉnh thành trên cả nước, phục vụ tốt nhất nhu cầu tiêu thụ sản phẩm ngon, an toàn, bổ dưỡng của người tiêu dùng. Bởi đây là những sản phẩm được trồng tại Đồng Tháp, được thu hoạch, chế biến, đóng gói tại nhà máy xay sát và chế biến gạo xuất khẩu của Hapro đặt tại huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp. Nhà máy có dây chuyền công nghệ hiện đại với công suất 45-50.000 tấn một năm, đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về cơ sở xay sát thóc gạo. Việc tổ chức thu mua, xay sát, chế biến, đóng gói gạo tại đây luôn đảm bảo đủ tiêu chuẩn xuất khẩu. Hạt gạo ngon, sạch, an toàn với quy trình sản xuất và chế biến khép kín, đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm. Trong những năm qua, gạo Đồng Tháp từ nhà máy của Hapro tại Đồng Tháp đã xuất khẩu đi nhiều nước như Philippines, Trung Quốc, Indonesia, Malaysia và một số nước khu vực Trung Đông, v.v.
Để thúc đẩy sản xuất và phát triển xuất khẩu lúa gạo bền vững, nhiều chuyên gia cho rằng cần tăng cường liên kết giữa các bên liên quan trong chuỗi giá trị ngành gạo để phát triển sản xuất lúa gạo theo quy mô hàng hóa lớn, đảm bảo chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm đáp ứng các yêu cầu của thị trường và đảm bảo ký được các hợp đồng xuất khẩu giá cao. Đặc biệt, nông dân phải liên kết với nhau và với doanh nghiệp mới khắc phục được tình trạng sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, gây khó cho việc đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất để giảm giá thành, nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh của sản phẩm. Nếu chúng ta muốn phát triển được, nâng cái giá lúa của bà con nông dân lên, thì ngoài cái mô hình liên kết sản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân, sản xuất theo chuỗi giá trị, thì không có cái cách nào khác để mà chúng ta cải thiện được cái vấn đề cái chất lượng và cái giá trị xuất khẩu gạo của Việt Nam. Nhưng mà Việt Nam của chúng ta hiện nay là những cái chuỗi sản xuất theo giá trị, nâng cái chất lượng lên và nâng cái giá trị gia tăng cao lên thì vẫn chưa có. Chính vì thế mà cái nguồn nguyên liệu lúa của Việt Nam không có đủ đảm bảo được cái chất lượng tốt để mà có cái giá trị gia tăng cao. Đặc biệt như là một cái giải pháp về nông nghiệp thôi thì có rất nhiều bên hỗ trợ như Cục Trồng Trọt, Cục Hợp tác Kinh tế và Cục Xúc Tiến Thương mại. Thì đấy là những cái chương trình vừa đầu tư về học tập, vừa đầu tư về vấn đề là quy trình cây trồng đạt được những cái tiêu chuẩn. Thì thực sự là được vai trò cơ quan nhà nước hỗ trợ cho doanh nghiệp. Chưa bao giờ có những cái thời kỳ mà hỗ trợ cho doanh nghiệp nhiều đến như bây giờ. Tôi cũng kiến nghị với lại các bên sở ban ngành có những cái chương trình mà chúng ta lên quy hoạch vùng. Ví dụ tổng diện tích trồng lúa phải quy hoạch chính xác. Trong cái tổng diện tích trồng lúa này thì chủ yếu lúa là có bao nhiêu lúa chủ lực. Rồi giao cho doanh nghiệp quản trị. Các hoạch doanh nghiệp nhỏ, hợp tác xã nhỏ, gộp vào hợp tác xã lớn để tạo lên tổng giá trị diện tích và quy trách nhiệm cho lại các doanh nghiệp để tập trung vào xuất khẩu theo một tiêu chuẩn hay tập trung bán vào siêu thị theo một tiêu chuẩn, định lượng giá bán ra và tránh cái sự cạnh tranh không lành mạnh. Thời gian tới, Chính phủ, Bộ Công Thương và các bộ ngành liên quan triển khai các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của mặt hàng gạo Việt Nam, mở rộng thị trường xuất khẩu, góp phần tiêu thụ hết lúa gạo cho người nông dân. Trong tình hình mới, xuất khẩu gạo cần được tiếp tục đẩy mạnh theo hướng đa dạng hóa thị trường xuất khẩu, hướng đến thị trường yêu cầu sản phẩm chất lượng cao, có giá trị gia tăng cao. Qua đó, góp phần xây dựng cơ sở cho công tác tổ chức sản xuất trong nước với cơ cấu, yêu cầu chất lượng sản phẩm phù hợp với nhu cầu của thị trường.